Nghệ sĩ ưu tú Hồng Kỳ, một nghệ sĩ đa tài trong nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên. Thời niên thiếu, nghệ sĩ ưu tú Hồng Kỳ đã từng sinh hoạt và gắn bó cả tuổi thơ của mình và các bạn bè cùng trang lứa tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Cũng chính tại căn nhà này, nghệ sĩ Hồng Kỳ đã từng được hát cho Bác Hồ nghe. Nhắc lại những kỷ niệm ngày ấy, ông không khỏi bồi hồi xúc động. Cảm động và tôi nhớ lại những hình ảnh mà chúng tôi được biểu diễn cho Bác Hồ. Và những đợt mùng 1 tháng 6 hoặc là trung thu, Bác Hồ đến tận đây chỉ nửa tiếng hay 45 phút đồng hồ thôi, Bác đến và tôi đã được hát cho Bác nghe. Tôi chỉ mong rằng tất cả những cái lịch sử của Hà Nội, của nhà thiếu nhi, của Cung Thiếu Nhi Hà Nội, của câu lạc bộ thiếu nhi, của ấu trĩ viên cũ vẫn được gìn giữ. Tòa biệt thự Pháp cổ nằm trong khuôn viên Cung Thiếu Nhi Hà Nội ngày nay, cách đây 77 năm, là nơi Bác Hồ đã đặt bút ký Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp năm 1946. Bản hiệp định này nhằm bảo vệ và củng cố được vị thế về chính trị, quân sự và kinh tế của Việt Nam và có ý nghĩa khi đầu tiên Việt Nam được nước ngoài công nhận có một thể chế riêng tại thời điểm đó. Hôm nay đấy, chính các vị lãnh đạo cái cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ nói rằng cái hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 nó có cái giá trị rất là thiết thực để chúng tôi có một cái thời gian tạm thời hòa hoãn để mà tăng cường mà xây dựng cái lực lượng kháng chiến. Ngay sau khi đất nước giải phóng, Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã được giao lại tòa nhà có giá trị lịch sử này với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cho thế hệ măng non của đất nước. Hiện tòa nhà cổ này không còn công năng sử dụng để tổ chức các lớp học, tường nứt vỡ do thời gian. Được là giao cái ngôi nhà này với một ý nghĩa rất là quan trọng là đào tạo và bồi dưỡng cho cái thế hệ măng non của đất nước. Thì đấy cũng là một cái giá trị ý nghĩa và Cung Thiếu Nhi chúng tôi trong 68 năm hoạt động cũng đã tự hào là đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Và từ nay trở đi cũng sẽ cố gắng là phát huy tốt cái nhiệm vụ đó với cái niềm tự hào của lịch sử. Một mốc son của dân tộc về một địa danh nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ thiếu nhi thủ đô. Dù thời gian đã làm cũ kỹ, nhưng giá trị của công trình vẫn còn vẹn nguyên. Làm thế nào để bảo tồn một cách thích ứng giá trị của dấu son người ấy giữa trung tâm thủ đô là điều cần tính tới.